Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người một bộ trang phục của Ngộ Không. Bộ trang phục này có tên là Tôn Hành Giả, và tất nhiên ở đây hầu như ai cũng biết. Khi mà các bạn chọn vị tướng, thực ra là các bạn chọn trang phục này thì các bạn sẽ nghe được một cái đoạn nhạc nền rất là hay luôn. Và cái đoạn nhạc nền này thì mình nghĩ là tuổi thơ của chúng ta gắn bó tương đối là nhiều đấy, và chúng ta cùng nghe lại nha. Mua thẻ Garena và các loại thẻ game khác, hãy ghé ngay shop thẻ game Garena.net, shop bán thẻ siêu rẻ, siêu uy tín, giao dịch tự động 100%, nhanh tay mua thẻ để mình xem biệt thự nào. Sau khi nghe xong đoạn này thì anh em có thấy tuổi thơ nó ùa về không nhỉ? Hiện tại thì bộ trang phục này đang được mở bán với giá khoảng 200.000 Việt Nam đồng. Và sau một tuần, khi mà hết cái thời gian khuyến mại, thì giá của bộ trang phục này sẽ về với giá cũ là khoảng 350.000 Việt Nam đồng. Ngày hôm nay thì mình sử dụng vị tướng Ngộ Không này đi rừng và giới thiệu cho anh em meta mới luôn. Anh em nhìn thấy rừng với cả mít đi bạn không? Thế thì toang rồi. Đó thì hiện tại meta game là rừng với cả mít sẽ đi cùng nhau. Còn SB thì sẽ đi với AD luôn. Nhưng mà ở đây thì AD đi cùng đường với mình luôn. Như vậy thì mình sẽ bị thuật cấp nha. Nhưng mà thôi không sao, có mạng là được rồi. Chứ còn bình thường nếu mà các bạn thấy SB mà đi cùng với mít thì thôi anh em hãy quay về phần rừng. Còn vừa nãy là mình nhìn thấy Triệu Vân của team bạn với cả mid của team bạn đang ở đấy, cho nên là mình sẽ ra mình hỗ trợ luôn. Ô lại lại, hay, tuyệt vời quá bạn ơi. Cho ai chưa biết thì Mạc Tử chính là bản gốc của Gidui nha. Và hiện tại thì Mạc Tử bên này được chọn khá là nhiều. Sát thương cao, khống chế tốt. Ui, thì trường phá thù thế. Bộ trang phục này gõ mình cảm giác cực kỳ lực nha. Anh em như kiểu cái anh em cầm một cái miếng sắt anh em gõ vào cái thành lan can vậy. Kiểu cái bồ bồm ấy, nghe rất là sướng tai. Đấy, cảm giác nghe lực thực sự luôn. Chiêu 2 sẽ kiểu như kiểu cân đổ vân ấy. Anh em sẽ cưỡi mây nha. Đấy. Ulti, anh em khi anh em dẫn ulti sẽ có một cái đoạn nhạc nền nho nhỏ nó sẽ được nổi lên. À quên, cho mình xin phép quảng cáo một chút. Hiện tại nếu mà bạn nào muốn sở hữu bộ trang phục này thì các bạn cũng có thể liên hệ Facebook với mình. Facebook thì mình có để các cái đường link ở mô tả này, ở trên thumbnail của kênh hoặc ở trong cộng đồng, thì các bạn có thể vào đấy là các bạn sẽ nhìn thấy. Mình sẽ bán với giá là 200.000 nha. Đấy, mình sẽ lấy lãi các bạn tầm khoảng vài nghìn. Ulti luôn này anh em. Anh em nghe cái đoạn nhạc đấy chưa? Đấy, mỗi lần ulti là anh em sẽ được nghe cái đoạn nhạc ấy nha. Ở đây Khải đang yếu máu này. Băng trụ luôn nha. Mình vẫn còn chưa một thoát ra. Đấy, xời. Đi gank cực kỳ hiệu quả. Mới đầu game mà mình gank được hai mạng rồi. Đòn đánh thường cũng đẹp cơ. Đòn đánh thường sẽ hiện ra mấy cái chữ kinh thánh gì đấy. Đây, chưa, chuẩn bị chơi được anh em ơi. Ui, nó tốc biến, không sao, tốc biến vẫn chết. Ba mạng luôn. Quá tuyệt vời. Mình vẫn còn đầy máu như này, tại sao mình phải biến về nhỉ? Trong khi hình như cái bùa xanh của bạn chưa có ai ghé đúng không? Đúng rồi, thế từ từ nha, mình sẽ ra mid. Ra mid hỗ trợ. Gõ. Tốc biến. Tốc biến ngay được. Bùa đỏ anh em ơi. Nó chưa ăn bùa đỏ. Rồi, gõ nó luôn. Ui giời, bay mất rồi. Thôi nổ chết rồi. Biết ngay mà. Dính ba kíp là chắc chắn sẽ nổ rồi. Chờ một tí nha, chúng ta sẽ bằng trụ để giết ngu cơ này. Rồi, đây là thời cơ thích hợp của ta đây. Nó sử dụng nó vật chiêu 2 anh em ơi. Đâm ra là mình không gây được một cái gì lượng đam nào lên cái con ngu cơ cả. Thôi vậy thì an tạm con rồng này vậy. Không biết là anh em có đang nhìn thấy cái thứ mà tôi nhìn thấy không nhở? Phải rồi, đúng đấy, chính là nó đấy. Chúng ta được ăn bùa free này.
như bùa đỏ team bạn cũng chưa farm đâu. Ôi hết hết bùa nhanh. Ô tôi nó chỉ ăn hai bãi quán con, nó để lại quái to cho mình à? Ô thế thì lại cảm ơn quá. Thôi tầm này Khải ôm trụ thì anh em tốt nhất không nên gank nha. Anh em hãy về farm nốt cái phần rừng của mình. Ở đây mình sẽ farm nốt bùa đỏ, sau đó thì mình sẽ quay trở lại sau. Ủa cái đánh nhau ác vậy. Ủa thế thì tầm này thì quà tôi hơn 2 cấp mà. Từ tạm thời nha, lấp sai. Ủa ông trời luôn kìa. Ủa thế thơm. Tự nhiên lại cho mình cái mạng ấy. Mày làm cái gì? Ủa anh em thấy không? Ủa kìa. Sao vào đây mình có thể gõ vào lính được nhỉ? Ảo thực sự luôn. Tôi cũng không hiểu sao vào đây tôi gõ vào lính cơ. Hay là chắc là tại ấn nhầm cái nút đánh lính thì là nó sẽ tự động nó gõ lính. Đây rồi, mồi ngon đây rồi. Hết hết chiêu, hết chiêu, hết chiêu. Thôi tạm thời ra lấy cái trụ mít vậy. Nào nào nào, quay 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 đây. Khải Khải ơi về anh em ơi, Khải Khải nó ra về. Về về về, tạm thời lui nha. Để ghé xem bùa đỏ có team bạn ăn chưa nhỉ? Vẫn chưa ăn à? Có vẻ như trận này Triệu Vân khá là nhát đấy. Mình mọi người mà đi rừng mà mọi người cứ kiểu nhát nhát mà farm nhát nhát này thì anh em khó lên cấp lắm. Thật. Cứ hổ báo mạnh dạn lên. Nếu mà anh em xanh thì anh em cứ cố gắng cướp bóc cho mình. Càng cướp càng tốt. Còn nếu không khi mà các bạn phế thì cứ cố gắng farm rừng thì mình được. Chạy đi đâu. Thề cảm giác anh em dùng cái bộ trang phục này anh em gõ cảm giác nó sướng cực, nghe nó đã tai, nghe cứ con con ấy. Tạm thời nuôi không tới tầm, và đấy thực ra thì cũng không tới tầm. Mà mỗi khi ra những bộ trang phục gì mà nó hot hot ấy thì hầu như anh em vào trong game vào trong danh anh em ít khi uề ngon ngon ngon. Ui giời. Ui ôi, ôi chết rồi. Dính thế này thì làm sao mà chạy được. Vừa mình đang nói dở cái gì ấy nhở? À hình như, ừ đúng rồi, mỗi khi mà có bộ trang phục mới ấy mà nó thoát ấy, hầu như anh em vào là cái tỷ lệ mà bị tranh cực kỳ là nhiều. Và hoặc nếu mà các bạn chọn được thì các bạn sẽ bị chôn. Đấy. Thề luôn, kiểu như nhiều khi ức chế chơi luôn anh em. Ủa kìa, sao này gõ? Sao đấy mình đánh gõ người, sao tự nhiên lại gõ trụ nhỉ? Ở đấy gõ người là mình ăn mạng rồi đấy. Nhưng mà không hiểu sao mình gõ lại gõ trụ. Trời nó luôn kìa. Đấy, còn một hit nữa thôi. Mình đã làm hết rồi đấy. Ui, tụi anh ơi, tha em. Xin vĩnh biệt cụ. Vừa rồi sau một pha chết ngu thì tôi quyết định tôi tắt luôn cái ăn đánh lính đánh trụ đây. Nó là mình khó chịu thực sự luôn ấy. Chỉ chưa có chiêu. Pha đấy mà hồi chiêu là Nami toang với mình luôn rồi đấy. Mà pha đấy bị vướng một cái tường. Với cả mình không có chiêu để mà mình có thể đuổi. Ui anh Khải tha tha em. Ui ôi ui anh gõ đầu thế. Sợ thật đấy. Khải tầm này solo 1-1 thì mình cũng khó ăn nha. Nói chung là tầm này mà ông nào bỏ tôi chơi gà thì công nhận là tôi cũng công nhận. Vì hiện tại là tay chậm lắm mày. Không có thể loát nhanh được. Nghĩ ra nhưng mà tay không kịp ấn. Hoặc là toàn bị ấn nhầm nút thôi. Toàn là ấn lệch nút đi thôi. Bực lắm. Mình cũng muốn vậy đâu. Nói chung là tôi không fit là được. À còn về cái việc bán kênh thì thực ra là tôi chỉ trêu các ông đấy thôi, chứ còn nếu mà tôi bán thì tôi đăng lên làm cái gì đúng không? Nếu mà bán thì tôi bán được cái hồi 10k sáp rồi, 10k sáp thì có người ta trả 18 triệu cơ. Nhưng mà tôi không bán. Chứ nếu bán thì anh em không được gặp tôi đến 20k sáp như này đâu. Thực ra thì mục tiêu của tôi là có cái nút bạc 100k. Đấy, trong đời chỉ cần một cái mục tiêu như vậy là được rồi. Cái mục tiêu của tôi trong đời là sẽ ẵm được một cái nút bạc, chỉ đơn giản như vậy thôi. Như vậy đối với tôi gọi là thành công rồi. Với người khác thì có thể thành công của họ là người ta mua được xe tiền tỷ, mua nhà biệt thự. Nhưng mà với tôi thì chỉ cần cái nút bạc thôi. Như vậy là mình đã thấy kiểu cảm giác nó hạnh phúc đấy.
kiểu các ông cũng nhiều khi ví dụ như các ông nhìn thấy người ta có xe có điện thoại đẹp, nhưng mà khi mà các ông có cái điện thoại còn mà các ông thích ấy, thì các ông đã cảm thấy nó đã hạnh phúc rồi, không cần phải cái điện thoại nó đẹp như của người ta, chỉ cần cái điện thoại mà các ông muốn thôi, mà khi các ông đạt được là các ông đã có cảm giác hạnh phúc rồi. Uầy, nó bán đau thế nhở. Khải này thì Khải này, Khải với chúng tôi này. Nhưng mà thực ra là tôi cũng không hiểu vì sao mà dạo này chơi game cực kỳ là lag nhé. Có thể là máy nó đã yếu rồi đấy. Hiện tại thì tôi đang dùng 8 Plus. Đấy, cho ông nào thắc mắc nha. 8 Plus thì nói chung là cũng có lúc chơi rất là giật, nhưng mà cũng có lúc chơi nó khỏe. Nhưng mà thường cái lúc chơi khỏe thì nó chỉ khoảng 5% thôi. Còn đâu 95% là nó sẽ bị giật và binh nó sẽ bị cao. Nhất là khi mà anh em chơi mà để máy nó nóng ấy, thì cái giải pháp tốt nhất mà để anh em chơi đỡ giật lag đó chính là anh em hãy mua một cái cục tản nhiệt cho điện thoại. Đấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng hình như là 100-200 nghìn đấy. Anh em chơi thì nó sẽ làm máy nó sẽ đỡ nóng. Đỡ nóng thì nó sẽ đỡ giật hơn. Đấy, mình chỉ có cách ấy thôi, chứ còn thực ra những cái ứng dụng thì tôi khuyên thật anh em là nó cũng không giảm được bao nhiêu đâu. Nó chỉ gọi là cho có thôi, chứ còn tác dụng thì nó chỉ được một chút thôi. Đấy, tốt nhất là cứ máy xịn mà tương. Còn không thì cứ mua thêm cái cục tản nhiệt vào là máy nó sẽ đỡ hơn. Đây rồi, con mồi anh em ơi. Con mồi. Ôi, từ từ lấy cái trụ. Ôi kìa. Sao nhở? Phải đấy, tôi hơi hơi bị lag nha anh em. Tôi bị đứng hình ấy. Mày quá, và đấy cũng chết. Ừ kìa, team ơi. Sao tự nhiên đi đầy. Tôi sẽ đứng đây dính đây, kiểu gì nó vào đây này. Ừ. Vì đấy, anh em thấy mạng tôi chưa? Ôi, tự nhiên đỏ lòm luôn kìa. Phải đấy là tôi ấn ulti nhưng mà không được. Nỗi mạng nó bị đỏ. Bực thế nhờ. Bây giờ chúng ta phải chơi chiến thuật điệu hổ Ly Sơn thôi anh em. Bây giờ tôi sẽ đẩy cao đường trên và kiểu gì là team bạn cũng sẽ lùi về. Và sau đó tôi sẽ chỉ việc bọc đầu và thưởng thức. Rồi, trời ơi, gõ nghe cứ con. Chạy hộ mình cái, hai mạng anh em ơi. Nami đường trên này, Nami nha. À không, con này có chân lạc, quên mình cứ toàn gọi là Nami. Này thì đứng này, rồi anh em xử lốt nhá. Đấy, cứ hết pin là mạng cũng lại bị lag. Cú nhất là khi trong khi anh em đang combat và máy nó hết pin ấy, bực cực. Trận này thì win rồi anh em. Ok, vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong tất cả những video tiếp theo.